Xin kính chào quý vị và các bạn. Phật nói rằng, nếu bạn và đứa trẻ không có bất kỳ mối nhân duyên nào, thì chúng sẽ không tới nhận bạn làm cha, làm mẹ. Hay nói cách khác là chúng sẽ không tới để đầu thai vào gia đình bạn. Con cái đầu thai vào nhà bạn hoàn toàn không phải là chuyện ngẫu nhiên. Người ta sở dĩ trở thành con cái của bạn, nhận bạn làm cha, làm mẹ đều là do duyên phận mà tác thành. Nếu bạn và con cái không có duyên thì dẫu chạm mặt cũng đi lướt qua nhau như những người không quen biết. Và hẳn nhiên người con đó sẽ là con của gia đình khác chứ không phải là con của bạn nữa. Có thể người vợ ở kiếp này là người bạn chôn ở kiếp trước tới để trả nợ cho bạn. Đứa con trai ở kiếp này là chủ nợ của bạn ở kiếp trước đến để đòi món nợ bạn chưa trả. Đứa con gái ở kiếp này là người tình ở kiếp trước và tới vì tình cảm còn chưa dứt được với bạn. Người tình kiếp này là vợ chồng của kiếp trước tới nối tiếp phần duyên phận chưa dừng. Hồng nhan tri kỷ của kiếp này là anh em của kiếp trước tới chia sẻ những tâm sự chưa nói hết. Người giàu có kiếp này là người giàu lòng thiện kiếp trước tới để nhận phần công đức đã phát ra từ kiếp trước. Đây không phải là mê tín mà là nhân quả luân hồi, chính là số kiếp. Còn về cách nói đầu thai, Phật đã nói cho chúng ta về 4 loại duyên phận giữa cha mẹ và con cái. Duyên phận khác nhau thì tình huống sống chung giữa cha mẹ và con cái cũng khác nhau. Dưới đây là 4 loại duyên phận giữa cha mẹ và con cái. Là người cha, người mẹ, bạn cần nhìn thấu 4 mối nhân duyên ràng buộc này. Chúng nhận bạn làm cha, làm mẹ, rốt cuộc là cơ duyên gì, là thiện duyên hay là ác duyên? Loại duyên thứ nhất, trả nợ. Con cái thiếu nợ của cha mẹ trong quá khứ thì đời này gặp gỡ nó phải trả nợ cho cha mẹ. Nó phải nỗ lực làm lụng để nuôi nấng cha mẹ. Nếu nó thiếu nợ cha mẹ rất nhiều, nó sẽ cung phụng cha mẹ vật chất rất trọng hậu. Bạn đã từng thấy có những người con vô cùng hiếu thuận, dù bố mẹ của chúng là người thế nào đi chăng nữa, họ vẫn hy sinh mọi thứ để chăm sóc, nuôi dưỡng đấng sinh thành. Họ sẵn sàng đi làm xa nhà để gửi tiền về cho bố mẹ mỗi tháng. Điều đó có nghĩa là những đứa con này đầu thai để trả nợ. Nếu món nợ lớn, sau khi trưởng thành họ sẽ sẵn lòng cung cấp cho bố mẹ một cuộc sống sung túc, vui sướng tận hưởng tuổi già. Có khi bố mẹ sống dựa hoàn toàn vào sự chu cấp của con cái mà không hề phải nhận lại một tiếng phàn nàn nào của con. Nếu thiếu nợ rất ít, nó lo cho cuộc sống của cha mẹ rất tệ bạc, miễn sao quý vị chẳng chết đói là được rồi. Loại duyên thứ hai, đòi nợ. Kiếp trước cha mẹ thiếu nợ con, kiếp này con đến đòi nợ. Món nợ trong quá khứ có nhiều loại, nhưng nổi bật có 2 loại, đó là nợ tình cảm và nợ vật chất. Nếu thiếu nợ ít, nuôi 2-3 năm con bèn ra đi. Nếu thiếu nợ nhiều, đại khái là nuôi đến khi nó trưởng thành, nó cũng sẽ rời xa bạn, vì món nợ của bạn đã trả xong cho nó, công việc đòi nợ của nó cũng đã hoàn tất. Loại duyên thứ 3, báo oán. Đời trước bạn và con bạn chính là oan gia ngõ hẹp, đến chết cũng từ mặt không qua lại. Đời này con bạn sở dĩ sẽ đầu thai nhận bạn làm cha mẹ là vì nó tới để báo oán, thậm chí là báo thù bạn. Có thể bạn sẽ không tin làm gì có chuyện trẻ con tới báo thù, nhưng có đấy, nếu bọn trẻ nhà bạn từ nhỏ đã không biết nghe lời, lớn hơn một chút, khi có chủ kiến riêng của mình, lại chạy đi khắp nơi sinh chuyện thị phi, khiến tiền của bạn khánh kiệt, tan cửa nát nhà. Những đứa trẻ như vậy chính là tới để báo oán. Hoặc có thể bạn sẽ cho rằng đây là kết quả của việc giáo dục trẻ nhỏ không tốt mà thôi. Những đứa trẻ không biết vâng lời bây giờ quá nhiều, lẽ nào chúng đều tới để báo oán chăng? Điều này bạn cần phải tự hỏi lại bản thân mình, xem trong cuộc sống bạn vui vẻ làm việc thiện hay không, vui vẻ bố thí nhiều hơn hay không, hay thường chỉ nghĩ đến những cách chiếm lợi của người khác. Đối với tiền bạc, bạn có kỳ kèo thêm bớt hay không? Nếu vợ chồng bạn luôn sống tốt, luôn vì người khác và hết lòng chăm sóc gia đình con cái, nhưng con cái bạn vẫn ngang tàn hư hỏng, thì đó chính là chúng đầu thai để báo oán vì những gì bạn đã làm trong kiếp trước. Lúc này, bạn đừng quá đau khổ hay trách cứ đổ lỗi, bạn chỉ còn cách duy nhất đó là tiếp tục tu thân tích đức để mong ân oán kiếp trước mau hết và được sống trong kiếp này an nhàn hạnh phúc. Loại thứ tư, báo ơn. Trong đời trước, nếu bạn có ơn với con cái và hai người rất có duyên phận, thì đời này đứa trẻ sẽ đầu thai tới để báo đáp ân tình mà trước kia bạn đã dành cho nó. Những đứa trẻ như vậy thông thường khiến bạn ít phải bận tâm. Chúng rất thông minh, đáng yêu, biết vâng lời, rất hiểu chuyện và đặc biệt nhất mực hiếu thuận.
chúng sẽ chăm sóc bạn tận tình vào những năm cuối đời. Vì thế, đang sống trong kiếp này, bạn hãy thoải mái trong việc giúp đỡ, hỗ trợ người khác, kết thiện duyên rộng rãi. Cứ gieo phúc phận, gieo niềm tin, rồi bạn sẽ nhận được điều tương xứng. Vì theo nhân quả, có thể đời này bạn chưa được báo đáp, nhưng nhất định bạn sẽ được nhận quả ngọt theo một cách nào đó mà không thể đoán biết trước được. Có nhiều gia đình, bố mẹ ngay thẳng, thật thà, nhưng lại sinh con cái nghịch ngợm, rạch rời rơi xuống. Hay những gia đình bố mẹ giàu có lại sinh ra những đứa con phá gia chi tử, ăn chơi đàng điếm, có khi còn vướng vào vòng lao lý. Tất cả đều có thể lý giải ở hai chữ nhân quả. Tiền buôn bán kiếm được có thể là tiền bất chính, nên bằng cách này hay cách khác cũng sẽ đội nón ra đi. Của thiên lại trả địa, con cái chỉ là người dùng duyên nghiệp đó mà trả nghiệp cho bố mẹ mà thôi. Đừng hỏi tại sao những người đàn ông vốn đã từng làm khổ nhiều cô gái hoặc tính tình lăng nhăng thì thường sinh ra nhiều hơn một cô con gái. Số phận những cô con gái đó sướng khổ thế nào phụ thuộc rất nhiều vào nghiệp lực mà bố mẹ đã tạo ra trong quá khứ. Người bố từng phũ phàng với nhiều cô gái thì cô con gái sau này nhiều khả năng cũng bị khổ sở vì đàn ông phũ phàng. Người bố sinh nhiều con gái nhưng vẫn hết lòng thương yêu vợ con, sau này các con sẽ vô cùng có hiếu. Nếu ác nghiệp kiếp trước đã hết, lại được thiện nghiệp kiếp này vun dày, thì cuối đời chỉ cần ngồi hưởng hạnh phúc, gia đạo yên vui. Thế nhưng, trên đời này, mọi trái nghịch cũng đều có nhân duyên, bởi sự đời không phải khi nào cũng thuận, là do cái thế đối đãi ở thế giới này. Thế nào cũng có ít nhiều những cái nghịch lòng xảy ra khi đã thấy cái thuận lòng. Chỉ là thiếu duyên thì ẩn, đủ duyên thì hiện. Không phải mẹ nào cũng đều hy sinh mọi thứ cho con, cũng không phải cha nào cũng biết lo toan đầy đủ, có trách nhiệm và là chỗ dựa cho con cái. Có mẹ bỏ con cho kiến vùi dập, có cha đánh con đến nỗi thương vong. Con trẻ không phải ai cũng hiếu thuận, vẫn thấy con người rừng rưng với những lo toan vất vả của đấng sinh thành. Nhưng có những đứa lại thuận thảo. Mọi thứ đều có nhân duyên, đều do nghiệp lực, thiện ác mình đã gây tạo trong đời. Vì vậy, nếu sinh con ra không được như ý muốn thì cũng đừng buồn giận, chỉ là ta đang phải trả nghiệp cho kiếp trước hay cho những gì ta đã làm trong quá khứ mà thôi. Sinh con ra khó nhọc, nuôi nấng con còn khó nhọc hơn. Làm bậc cha mẹ, hãy nên tích đức cho con cái, đừng vì tham lam mà làm điều ác để lấy nhà cao cửa rộng cho con. Cũng đừng vì ích kỷ, thù hằn cá nhân mà gây ác nghiệp, có thể kiếp sau quả báo mới tới, nhưng cũng có thể kiếp này đã tới ngay trong đời con. Cuối cùng, dù là duyên nghiệp như nào trong kiếp trước, thì trong đời này cha mẹ hãy là những tấm gương sáng cho con cái về tu dưỡng đạo đức. Hơn nữa, cần có trách nhiệm giáo huấn con cái về phương diện này. Chỉ như vậy mới có hy vọng hóa giải những nợ nần, ân oán mà bạn đã tích lại từ kiếp trước để mong cầu hạnh phúc, an yên trong kiếp này mà thôi. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe video của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để nhận được những video hữu ích mỗi ngày.